được thì mai mốt đừng có uống nữa nha. Mi, Mi ơi là Mi. Tại anh chứ ai nữa. Biết sự lượng nó rồi mà hả, cứ cạn ly với nó hoài à. Tại Mi ở đời uống với bộ chứ anh có ép đâu. Nè nè, tại cái gì? Tại ông đâu có chứ tại ai. Ê Mi này. Ở đây quá cần câu rồi, tầng 2, tầng 3. Đi về nha. Nhậu lên lầy vậy mốt được cái nhậu nữa. Xong cho tôi đi tầng 2 à. Khi vậy tôi không có tiền cái gì. Mà đúng rồi, hết tiền đi tăng 2 rồi. Ủa? Miễn sao ăn được tăng 1. Chị anh Sĩ, chị anh Hải. Cái gì? Tôi là Sĩ, đây là Hải. Tôi là Hải. Chị anh Hải, chị anh Sĩ. Cô làm gì uống say dữ vậy? Thôi tụi tôi về, mọi người đưa quay về cẩn thận nha. Bye bye. Bye. Nhưng mà có tính đi tăng 2. Mấy, mấy, mấy. Nhiều đau quá. Hôm qua nhưng mà có tên đi tăng 2. Ê Mi, Mi. Mi xe. Mi xe. Trời ơi, ông có sao không? Có sao không anh? Xin lỗi anh. Anh làm cái gì mà vừa lái xe máy vừa nghe điện thoại vậy? Có sao không? Em xin lỗi em. Cẩn thận lần sau nha. Trời, con Mi nó xỉu luôn rồi nè. Hả? Ơi, Mi! 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 Chết rồi. Quốc ơi! Mai ơi! Quốc ơi! Tiêu rồi, tiêu rồi. Giờ sao đây? Tỉnh rồi hả? Hôm qua, anh Sĩ, anh sao rồi? Hả? Còn nhớ hả? Tại bồ người ta đi cấp cứu đó. Cấp cứu luôn hả? Em á, em hư lắm á nha. Vì em mà người ta phải nhập viện mà anh nghe nói là cái chỗ đó bị thương nặng lắm á. Trời ơi, ai biểu ông bay ra để bị thương chỗ đó vậy? Ông phải biết bảo vệ nó chứ. Tôi nói nha, cái chỗ bị thương chỉ cần nhích chút xíu nữa thôi á, coi như đời trai của ông đi luôn á. Thì cũng may, nhờ cái này đỡ nè, mà bể tan nát hết trơn rồi. Không biết có thay được không ta? Đâu, để tôi coi. Đó. Đúng là tàn nát hết rồi. Đành chịu biết sao giờ. Tôi chia buồn của ông nha. Tôi xài chưa được bao lâu hết trơn á, mà bây giờ bể tan nát như vậy. Ai biểu là anh Hùng làm gì? Ok, tôi tới liền. Ông nằm nghỉ đi nha. Ủa, cô tới đây làm chi vậy? Tôi xin lỗi anh nha. Tôi không có cố ý nghe lén chuyện của anh đâu. Nhưng mà tất cả mọi chuyện là lỗi tại tôi. Cũng tại tôi mà đời trai của anh tan nát hết rồi. Đời trai? Tôi xin lỗi. Đời trai tan nát hết rồi. Xin lỗi anh. Dù là vậy nhưng mà cũng do tôi hết. Anh vì cứu tôi mà anh mới bị vậy. Chắc có lẽ có thể đây là định mệnh của tôi. Định mệnh hả? Anh cứ về hoài, tôi không biết phải làm sao nữa. Không sao đâu, cô cứ về đi. Tôi đã quen với sự cô đơn rồi. Anh đừng bỏ cuộc. Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng đừng có bỏ cuộc. Cố gắng lên nha. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Chết rồi. Sao tự nhiên tôi nói giọng máy vậy trời? Anh thấy trong người sao? Thấy trong người yếu lắm. Tôi kêu bác sĩ nha, tôi đi kêu
bác sĩ nha. Không cần, không cần. Cô cứ đứng đây, trong giờ phút hoảng loạn này. Cô có thể giúp tôi một chuyện còn được không? Giúp cái gì tôi cũng giúp anh hết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ giúp cái gì tôi cũng giúp anh hết trơn. Anh nói cái gì cũng được. Tại tôi là... tại tôi anh mới ra nông nỗi. Anh muốn gì? Hả sĩ, anh nói đi. Tôi muốn cô chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi đó nha. Chịu trách nhiệm hả? Đúng rồi. Cô phải chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi. Cô có chịu trách nhiệm không? Cô đồng ý chịu trách nhiệm rồi đó nha. Nếu như cô chịu trách nhiệm mà cô khóc như vậy, tôi cũng đâu có thấy vui. Chịu trách nhiệm thì em... chịu trách nhiệm. Tội nghiệp ảnh thiệt luôn á. Anh không tưởng tượng được nếu anh bị vậy sao luôn. Vậy là cái đó thiệt tình là không có cách nào cứu chữa được hả? Không chữa được. Anh thương cảm cho số phận của người đàn ông. Không lẽ bây giờ đến cuối đời anh sống như một thái giám sao em? Hiện tại là như vậy thôi. Nhưng mà sau này nếu như mà khoa học phát triển á, có bác sĩ giỏi á, bác sĩ giỏi sẽ vượt lên được cho ảnh, ảnh hết bệnh. Vậy sao lúc nãy bộ nói là không có cách nào? Nửa đêm cô tới đây làm gì vậy? Tôi trở đi chịu trách nhiệm. Hả? Anh yên tâm đi. Tôi sẽ... Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho anh. Thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho anh yên tâm nha. Tôi biết rồi. Tôi ghi nhận tấm lòng của cô là được rồi. Cô không cần phải làm vậy đâu. Sao? Chán nhiều quá. Tha tôi anh không bị như vậy. Tôi phải chịu trách nhiệm. Thôi. Đây là điện thoại của anh sĩ. Anh sĩ không có ở đây. Giờ bác sĩ đang ở đâu vậy? Có chuyện gấp lắm, cô mau chuyển máy ảnh đi, nhanh lên. Không biết anh sĩ đang ở đâu nữa. Bệnh nhân đang cấp cứu đó, nhanh lên. Vậy hả? Dạ, tôi biết rồi. Nè, bộ cô tưởng bị vậy thiệt luôn hả? Mà cũng quá đáng lắm luôn. Nó biết người ta hiểu lầm, phải giải thích rõ ràng chứ. Tại cổ khờ quá chứ bộ. Người ta chịu khó để ý chứ biết rồi. Mà đúng là mắc cười thiệt luôn á. Nhưng mà cậu biết ông bị vậy rồi mà còn đòi chịu trách nhiệm nữa hả? Thì đó. Đúng là cô này hiếm có lắm luôn đó nha. Không biết tại sao cổ vậy luôn á. Đỏ tiến sĩ. Vô liêm sĩ. Mi à, tôi xin lỗi. Xin lỗi gì? Tôi biết lần này tôi giận hơi quá đáng. Giận quá đáng hả? Từ trước giờ tôi có bao giờ tôi làm gì tổn hại đến anh không? Anh làm gì anh giận kiểu đó? Anh có biết là tôi sợ tôi hết hồn tưởng anh bị thiệt không? Anh nghĩ sao vậy? Hay là anh nghĩ tôi là cái đồ hả dở hơi, cái đồ ngu ngốc lắm đúng không? Cho nên anh nói gì cũng tin anh mới giận tôi vậy chứ gì? Không có, tôi không nghĩ cô vậy đâu. Không nghĩ vậy mà anh giận vậy hả? Anh quá đáng vừa thôi chứ. Nào, nghe tôi nói nè, tôi cũng không biết tại sao nữa. Tại vì chắc là tôi thấy cô hơi lạ cho nên tôi mới giỡn như vậy. Chứ thật tình thì tôi không cố ý làm tổn thương cô đâu. Không cố ý làm tổn thương tôi hả? Với lại tôi xin lỗi, lần này tôi biết tôi giỡn hơi quá đáng rồi. Bây giờ anh biết anh giỡn hơi quá đáng rồi chứ gì, đúng không? Tại thấy tôi lạ đúng không? Kiểu như mà tôi kiểu sinh vật lạ anh mới giỡn vậy chứ gì, đúng không hả? Mày lần này làm thiệt rồi. Mày giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng.
giấc mơ làm sao.